Thứ tự tịnh quần sinh, tùy theo nghiệp chúng sinh, thực hành và tin hiểu, thượng trung hạ khác nhau, hóa họ khiến tu tập, nhập vào trí như vậy, tu hành hạnh tối thắng, thường làm nghiệp phổ hiền, rộng độ các chúng sinh, thân nghiệp không chứa ngại, lời nghiệp đều thanh tịnh, ý hành cũng như thế, ba đời đều như vậy. Bồ Tát hành như thế, rốt giáo đạo phổ hiền, sinh ra tịnh trí nhiệt chiếu khắp nơi pháp giới các kiếp đời vị lai cõi nước bất khả thuyết một niệm đều biết rõ nơi đó không phân biệt hành giả nhập vào được bậc tối thắng như vậy các pháp bồ tát này tôi sẽ nói ít phần trí huệ không bờ mé thông đạt cảnh giới phật tất cả đều khéo vào tu hành không thối truyền đầy đủ huệ phổ hiền thành mãn nguyện phổ hiền vào nơi trí vô đẳng tôi sẽ nói hạnh đó ở trong một hạt bụi đều thấy các thế giới chúng sinh nếu nghe được tâm mê loạn phát cuồng như nơi một hạt bụi tất cả bụi cũng thế thế giới đều vào trong như vậy không nghĩ bàn trong mỗi hạt bụi có pháp mười phương ba đời các cõi đều vô lượng đều phân biệt biết được trong mỗi hạt bụi có vô lượng loại cõi phật đủ thứ đều vô lượng chẳng gì mà không biết hết thảy trong pháp giới đủ thứ các tướng lạ cõi loài đều khác nhau đều phân biệt biết được vào sâu trí vi tế phân biệt các thế giới tất cả kiếp thành hoại đều thấu rõ nói được biết các kiếp dài ngắn ba đời tức một niệm các hạnh giống chẳng giống đều phân biệt biết được, vào sâu các thế giới, rộng lớn chẳng rộng lớn, một thân vô lượng cõi, một cõi vô lượng thân, hết thảy trong mười phương, các thế giới khác loại, vô lượng tướng rộng lớn, tất cả đều biết được, trong tất cả ba đời, vô lượng các cõi nước, đầy đủ trí thâm sâu, đều rõ đó thành hoại. Mười phương các thế giới có thành hoặc có hoại,